Nay mình đang đi nên nhà mình nhận là cái vườn mới này được anh chủ vườn nhờ đến góp ý làm bông. Vườn này là khoảng 400 cây mua sinh kinh ở huyện Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước. Dàn cây cũng đẹp nhưng mà năm ngoái là làm bông cũng không được đạt, được vài trái ăn thôi. Còn nên là cây nó suy mới phục hồi lại. Thì nhờ mình đến góp ý cái chuyện mà làm bông thì ở đây tiện thể nó quay cô chú anh chị. Ai có thì nghe thử xem là em cũng đóng góp thêm cái ý kiến của mình. Thì mình cũng làm rồi. Cái mua sinh kinh thứ nhất là mình phải lấy cái cảnh nó già thì tỷ lệ ra bông nó sẽ cao hơn. Mấy năm đầu mình cố có làm, ví dụ như 4 năm mình có thể mình làm để cho cây nó tập, nó ra bông. Thế năm sau ví dụ thì nó sẽ dễ dàng hơn, nó phải ra được một lần bông thì nó sẽ dàng hơn là làm đầu. Ở đây thì đang phải thay đổi cái hệ thống tưới, bởi vì trước cái hệ thống tưới này là tưới quanh cái mô. Thì cái nước ở trong này nó tán nó che mà, thì bao giờ độ ẩm trong này nó ví dụ như 2 ngày 3 ngày nó mới khô, nhưng mà trong này chỉ cần vài tiếng đồng hồ sẽ khô. Và đến cái mùa mưa thì đất đây là đất thịt này. Đến cái mùa mưa nước ngoài độ ẩm nó có nên là dễ nó sẽ ăn, như đây vườn này thì dễ ăn giáp ra vòng rồi. Nào mà mọi người đến lúc mình mùa khô mà nước mà ngoài đây lúc mình xiết nước cây nó mất nước nặng rồi, nếu chúng ta không có đủ nước ở ngoài đây thì cái hệ rễ ngoài đây nó sẽ hư mất, nó sẽ ảnh hưởng lên cây này. Mà cây mua sinh kinh là nó có đặc tính nó sinh trưởng rất là mạnh nhưng mà chịu nhiệt ấy. Theo mình thấy thì mình để ý thì ở đây thì nó chịu nhiệt nó kém hơn, nhưng mà nắng nóng quá thì ở trên nó sẽ sụi lơ. Thì như cái vườn này mình đánh giá thì lá nó còn yếu, mình nhìn thấy cái bộ lá này, chăm sóc bộ lá nó yếu nhất là yếu cả cái lá chân. Cái lá chân nó yếu, nó lão hóa nên là khả năng nếu mà ép mạnh cái vườn này thì lá chân rồi, nếu mà nó rụng nó suy. Giờ nó đang có cái cơi đọt này thì mình sẽ cho phun 1 ký 10/60/10 cộng với 400 lít nước cộng với 2 gói combi thái sâu dày để phun lên để cái lá nó dày hơn. Còn to chắc không to nổi nữa rồi. Mới có 8-9 giờ sáng mà nhìn nó sụi lơ này, yếu. Đấy, thế mà mình phải rồi đến khi mà tạo mầm xong thì phải tiến hành phát cỏ và không được phát sát. Ở Bình Phước này, khu vực này nó nắng nóng đó, là phát sát xuống ấy. Đất nó dễ bị khô, nó khô quá thì cây mà nó chúng ta tưới nước và nó không kịp ấy, nó dễ bị suy. Tạo mầm thì tạo mầm, siết thì siết nhưng không được siết quá đà, siết quá là nó xuống cái cực hạn của nó, nó vực lại không được. Còn để cái cây nó rụng lá rồi khó ra bông, rất là khó ra bông, không có ra được thì bông nó cũng yếu. Cái này khi mà lá nó mở hết sẽ tiến hành tưới lân xô thái, một xô tưới khoảng 40 cây này, và sau đó là lá nó cứng lên trước khi phun tạo mầm lần một. Thì cây này em sẽ cho bón mấy lạng kali nữa và sau đó là phun tạo mầm lần 1, 7 ngày sau phun tạo mầm lần 2 và xiết nước. Và thậm chí đối với mua sinh kinh mình sẽ có biện pháp làm nó mạnh tay hơn, và nhìn vào cái lực cây lúc đó, tại vì nó cái lá nó còn liên quan đến cái lá chân này, là mà để mà rụng hết cái lá suy cái lá này cây nó cũng yếu. Sự là mua sinh kinh bây giờ rất là nhiều người chặt bỏ đi, nhưng mà vẫn rất là nhiều người vẫn còn là hy vọng rất lớn vào nó. Thậm chí bây giờ cũng có những dự án 5-70 hecta người ta cũng lại trồng mua sinh kinh nữa. Trước đây mình làm mấy cái vườn mà mới và năm rưỡi 4 năm cũng chật vật lắm, nó có già nhưng nó cũng không đạt yêu cầu. Bởi vì mới hiểu đâu là mua sinh kinh là nó phải già cành đi. Thay vì cây thái 3 năm rưỡi có thể, nhưng mà cây mua sinh kinh chắc phải 4 năm rưỡi, 5 năm nó sẽ tốt hơn. Vườn này 400 cây. Chứ cái lá mà mình chăm tốt là cái lá mua sinh này to lắm. Lá này nó nhỏ.
Nhìn cây thái này thấy lá nó yếu, cơi trước sâu dày nó đánh cho tanh tan tác kìa. Mới được có một cơi này. Đây là em đến và chia sẻ góp ý với bác chủ nhà, bác sẽ tự nghe mình nói rồi bác sẽ học hỏi ở trên những người có kinh nghiệm trên mạng xã hội, bác sẽ có cách làm. Còn đây là ý kiến riêng của bản thân em. Lá ngả chút xíu. Thì đối với mỗi loại cây thì mình sẽ gần gần như nhau thôi, nhưng mà mình sẽ có cái cách để mình làm thì nó khác nhau một chút. Rồi mỗi vườn từng cái loại chất đất thì chúng ta sẽ có cách để áp dụng riêng biệt tùy vùng nữa. Chẳng hạn như là ở khu vực này nó khác với khu vực ở trên Bù Đăng, khác với khu vực trên Đắk Nông. Mình nhìn vào cái cây, nhìn với cái bộ lá để mình có cái biện pháp nó phù hợp. Đây là cô chú anh chị để ý, chúng ta làm là nó được mấy cái cây này ha, nhưng mà cái tỷ lệ mà lá mà sâu rồi cái lá nó bị lỗi, nó bị khuyết rồi, bị hư hại, bị lão hóa rồi nhiều, thì sau quá trình chúng ta hãm nước làm bông thì tỷ lệ rụng cái lá đi rất là cao. Mà lá mà thiếu rồi thì bông trái tính ra được, có làm ra được rồi cũng không giữ được. Nhìn cái cây thái này. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị. Đây là vườn của anh Thực ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh của tỉnh Bình Phước.